chương 5. Có tin đồn ra khắp nơi rằng trong anh em có sự dâm loạn đến thế, dẫu người ngoại đạo cũng chẳng có giống như vậy. Lại đến nỗi trong anh em có kẻ lấy vợ của cha mình, anh em còn lên mình kiêu ngạo, anh em chẳng từng buồn rầu, hầu cho kẻ phạm tội đó bị trừ bỏ khỏi vòng anh em thì hơn. Về phần tôi, thân giàu xa cách mà lòng ở tại đó, vì anh em và lòng tôi được hội hiệp với quyền phép của Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng ta, nên tôi đã dường như có mặt ở đó nhân danh Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng ta, tuyên án kẻ phạm tội đó rằng một người như thế phải phó cho quỷ Satan để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Giêsu. Thật anh em chẳng có cớ mà khoe mình đâu. Anh em há chẳng biết rằng một chút men làm cho cả đống bột dậy lên sao? Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là con sinh lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi. Vậy thì chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian ác độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật. Trong thơ tôi viết cho anh em có dặn đừng làm bạn với kẻ gian dâm. Đó tôi chẳng có ý nói chung về kẻ gian dâm đời này, hay là kẻ tham lam, kẻ chắt bóp, kẻ thờ hình tượng. Vì nếu vậy thì anh em phải lìa khỏi thế gian. Nhưng tôi viết khuyên anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em mà là gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ hình tượng, hoặc chửi rủa, hoặc say sưa, hoặc chắc bóp, cũng không nên ăn chung với người thể ấy. Vì chưng có phải tôi nên xét đoán kẻ ở ngoài sao? Há chẳng phải anh em nên xét đoán những người ở trong sao? Còn những kẻ ở ngoài thì Đức Chúa Trời sẽ xét đoán họ. Hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi anh em.